Vừa qua trên các trang mạng đã xuất hiện cái gọi là bản tuyên bố về tự do lập hội và biểu tình của các tổ chức dân sự cũng như của một số nhà dân chủ. Nghe hai từ tuyên bố tưởng rằng nó hùng hồn đanh thép lắm, nhưng nếu đọc thì lại thấy bản tuyên bố này lý luận cùng, cẩu thả trong nội dung và có vẻ như mang đậm tính hình thức, gây tiếng vang nhiều hơn. Chẳng vậy mà khi các bản tuyên bố này ra đời, ngay các trang phản động trong nước ít đã động tới thì các trang nước ngoài lại đăng lấy đăng để những nội dung ngắn ngủn vì chẳng biết đăng gì hơn. Đầu tiên có thể thấy sức lan tỏa của bản tuyên bố này không lớn do nó được núp dưới cái tên của các tổ chức dân sự không mấy tai tiếng hoặc đã từng tai tiếng nhưng giờ chỉ còn được cái tên. Tương tự như vậy, các cá nhân ủng hộ cũng không thật quá nổi bật, quá uy tín để thu hút được sự quan tâm của dư luận. Như vậy, tính hấp dẫn của bản tuyên bố đã bị mất đi quá nữa. Về nội dung, chúng ta có thể thấy rằng tuyên bố này là nhằm đòi được quyền quy định trong điều 25 Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, ngay từ tuyên bố cũng không trích được nội dung quy định tại điều 25 thì thử hỏi họ đòi thứ gì nữa. Theo đó, điều 25 quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Như vậy, chúng ta thấy rằng từ tự do được gắn với ngôn luận và báo chí để thể hiện quyền mỗi con người về quyền về sự nhận định của cá nhân với xã hội. Tuy nhiên, tiếp cận thông tin, hội họp, biểu tình được ghi nhận là quyền con người nhưng lớn tới cộng đồng. Do vậy, những nội dung trên cần sự chi phối nhất định của cơ quan chức năng chứ không thể tự do một cách vô phép tắc được. Như vậy, tiêu đề của bản tuyên bố đã dùng thủ thuật câu chữ để đánh lừa người khác. Thứ hai là bản tuyên bố này tìm cách khẳng định vai trò của các tổ chức xã hội, yêu cầu nhà nước ta không được nghi ngờ và kỳ thị với các tổ chức xã hội nhân dân sự. Phải nói rằng, từ trước đến nay, nhà nước Việt Nam chúng ta luôn coi trọng và đánh giá cao các tổ chức xã hội dân sự, mong muốn thông qua các tổ chức dân sự sẽ có được sự phản biện xã hội. Tuy nhiên, thử nhìn vào các tổ chức dân sự cho ra bản tuyên bố này như diễn đàn dân sự, câu lạc bộ Lê Hiếu Đặng, ban vận động Văn Đoàn Độc Lập, diễn đàn Bưu sức Việt Nam, câu lạc bộ Phan Tây Hồ, các cá nhân như Nguyễn Quang A, Nguyên Ngọc, Tuấn Khanh, Hoàng Dũng đều ít nhiều dính dáng tới các tổ chức phản động nước ngoài, thậm chí là các tổ chức khủng bố đều có sự can thiệp từ yếu tố bên ngoài. Và trong sự phản biện xã hội, một giải pháp luôn được đưa ra đó là buộc Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ quyền lãnh đạo đất nước của mình, luôn tìm cách lật đổ chính quyền. Vậy thử hỏi họ chưa vào tù là may rồi. Thứ ba là bản tuyên bố này tìm mọi cách đổ trách nhiệm cho việc luật biểu tình, luật lập hội ra đời chậm, yêu cầu quốc hội phải làm rõ trách nhiệm của chính phủ cho sự chậm trễ này. Lý giải việc này chúng ta có thể thấy rằng hiến pháp mới được thực thi từ năm 2013, tuy nhiên cho đến nay nhiều luật vẫn đang được quốc hội tiếp tục xây dựng, làm mới hoặc bổ sung cho phù hợp với tinh thần của hiến pháp. Bên cạnh đó, các kỳ họp quốc hội còn bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng khác chứ không phải họp chỉ để xây dựng luật. Hơn nữa, quy định của pháp luật là sự điều chỉnh của nhà nước lên các quan hệ xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự của xã hội. Vì vậy, chúng ta cần tính toán xem xét kỹ các nội dung điều luật, tránh việc tạo sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng lập ra các hội, tiến hành các cuộc biểu tình chống đảng, chống nhà nước. Không phải chính phủ, quốc hội chậm trễ mà những hoạt động chống phá núp bóng dưới hình thức dân sự, đám dân chủ khiến các luật này chưa được ban hành. Thứ tư là về tính chính danh khi đưa ra tuyên bố, chỉ năm tổ chức dân sự nhỏ nhoi không tiếng nói, thậm chí thực chất đây là các hội nhóm bất hợp pháp núp bóng tổ chức dân sự, dăm ba chục nhà dân chủ quy tập mà lớn tiếng ra bản tuyên bố hùng hồn đòi chính phủ, quốc hội phải chiều lòng theo chúng. Nhà nước này chỉ phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của đất nước, là dĩ nhiên là chúng không có quyền gì để đại diện cho các tầng lớp nhân dân được. Cuối cùng, có thể thấy rằng sau những hoạt động trấn áp mạnh tay của lực lượng công an đối với hành vi xâm phạm an ninh quốc gia của các nhà dân chủ còn lại